kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Bắt Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, ông Trọng muốn thay máu Bộ Công an. Bài viết của tác giả Thiền Lâm được đăng trên trang Kali Today. Vụ khởi tố và tống giam Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, người vừa được thôi chức vụ Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an vào tháng 3 năm 2018, xảy ra chỉ cách vụ bắt Thượng tá Tình báo Công an Phan Văn Anh Vũ, tức Đại gia Vũ Nhôm có 2 tháng. Hai vụ liên tiếp bắt sĩ quan cao cấp của Bộ Công an vào những tháng đầu năm 2018 cho thấy đòn chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng đang giáng thẳng vào cơ quan bộ, vẫn được xem là bất khả xâm phạm này. Đòn đánh mang tính quyết liệt hiếm có của Đảng cầm quyền vào Bộ Công an vào đầu năm 2018 mang một nét gì đó của dĩ vãng 5 năm trước ở Trung Quốc. Và những năm 2013 và 2014, sau khi đã xử gọn Bạc Hy Lai là Bí thư tỉnh Trùng Khánh và là Ủy viên Bộ Chính trị, Tập Cận Bình đã tiến tới hành động thay máu Bộ Công an Trung Quốc. Với nhân vật tiếp theo Bạc Hy Lai, cũng là một Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang. Chu Vĩnh Khang đã bị bắt, để sau đó Tập Cận Bình chính thức trở thành Bộ trưởng thứ nhất của Bộ Công an. Từ cuối năm 2017, đã lan tỏa tin tức về khả năng ông Nguyễn Phú Trọng đang tính đến khả năng cải tổ Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, một đề án về sắp xếp lại bộ này đã được chuẩn bị. Nhiều tổng cục vốn tồn tại như một cấp trung gian sẽ bị hủy bỏ vai trò của chúng, kéo theo ghế và bổng lộc của nhiều quan chức công an sẽ không còn nữa. Sau Tết Nguyên đán năm 2018, thông tin về đề án trên càng hiện ra rõ hơn, cùng lộ trình cụ thể là đề án này có thể được hoàn tất trước Hội nghị Trung ương 7, có thể diễn ra vào tháng 5 năm 2018, để hội nghị này sẽ chốt kế hoạch sắp xếp lại Bộ Công an và kế hoạch nhân sự đi kèm, kể cả những nhân sự cao cấp nhất của Bộ Công an. Cũng xuất hiện ngày càng dày hơn những đồn đoán và tin tức chưa kiểm chứng về một vài lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an sẽ phải ra đi. Trong khi đó, cứ sau mỗi tháng lại hiện thêm những dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng đã nắm quyền lực một cách thực chất trong việc chỉ đạo Bộ Công an, khác hẳn với vai trò mờ nhạt của ông Trọng vào năm 2016 và ngay cả khi ông ta phải tự tham gia thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương vào tháng 10 năm đó. Việc Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa bị bắt ngay sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Trọng và cùng trong ngày 11 tháng 3 năm 2018 đã cho thấy đây là lần thứ hai liên tiếp ông Trọng thành công với phương châm việc cần làm ngay, tức là Bộ Công an phải triển khai chỉ đạo của ông Trọng ngay lập tức. Lần thành công đầu tiên về việc cần làm ngay của Tổng Bí thư Trọng là sự kiện bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào ngày 8 tháng 12 năm 2017. Sáng họp Đảng để chỉ đạo bắt, chiều họp Quốc hội bãi miễn tư cách đại biểu và đến chiều muộn thì chính thức thông báo đã bắt được Đinh La Thăng cho báo chí. Nhưng có thể ông Thăng đã bị bắt từ những ngày trước. Vụ bắt Đinh La Thăng không chỉ là một bằng chứng cho thấy tiền lệ Ủy viên Bộ Chính trị không thể bị tống giam đã bị xóa bỏ, mà còn là lần đầu tiên chứng tỏ hiệu ứng quyền lực thực sự của Nguyễn Phú Trọng đối với Bộ Công an, điều mà những đời Tổng Bí thư gần đây như Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh đã không với tới được. Bộ Công an, một tổ chức quyền lực hoặc siêu quyền lực, nhưng đang có tướng Công an bị bắt và được công khai cho dư luận theo cách vạch áo cho người xem lưng, rất có thể sẽ bị Tổng Bí thư Trọng tiến hành thay máu trong thời gian tới. Đang lên đỉnh thượng phong quyền lực, ông Trọng có những điều kiện để tạo ra một số thay đổi không quá nhỏ, thậm chí là thay đổi mang tính xáo trộn hoặc cả một cơn địa chấn trong Bộ Công an. Dấu hỏi còn lại là ông Trọng sẽ thay đổi đến mức nào và như thế nào. Nếu căn cứ vào bài của Tập Cận Bình để sau đó họ tập trở thành Bộ trưởng thứ nhất của Bộ Công an, đó sẽ là một xáo trộn rất lớn đối với Bộ Công an Việt Nam trong năm 2018 và có thể còn kéo dài sang năm 2019. Cho dù có thể không quan tâm đến tương lai Bộ trưởng thứ nhất của Bộ Công an do vấn đề tuổi tác và sức khỏe, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn có nhu cầu siết lại kỷ cương của một ngành mà từ nhiều năm qua đã gây tai tiếng quá lớn trong dư luận xã hội, nhất là cảnh kiêu binh của giới công an địa phương dẫn đến hàng trăm người dân phải tự chết trong đồn công an. Có lẽ từ nay trở đi, những người dân bị công an chèn ép và hành hung cần làm đơn thư, khiếu tố thẳng cho Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay vì gửi cho Thanh tra Bộ Công an. Thưa quý thính giả, Tập Cận Bình chuẩn bị lên ngôi hoàng đế tại Trung Quốc. Không biết đàn em trung thành Nguyễn Phú Trọng có chuẩn bị gì để khoác hoàng bào lên làm vua tại Việt Nam hay chưa? Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Phạm Chí Dũng với tựa đề Ông Trọng có theo chân hoàng đế Tập Cận Bình, sẽ được Song Thạch trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Một cách đương nhiên và chẳng cần phải hồ nghi, bản tin nóng bỏng về việc
Tập thể Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 25 tháng 2 năm 2018 đề nghị bỏ điều khoản giới hạn chủ tịch nước chỉ nắm quyền tối đa 2 nhiệm kỳ trong hiến pháp nước này. Đây là một thủ pháp âm mưu chính trị để mở đường cho ông Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn. Âm mưu này sẽ tác động không ít đến chính trường Việt Nam. Tham vọng xưng hùng của Tập Cận Bình rốt cuộc đã ghi dấu ấn tư tưởng đầu tiên và chính thức. Tại Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Tàu vào cuối năm 2017, tên của Tập đã được ghi trong điều lệ của Đảng Cộng sản Tàu, nâng vị thế của Tập lên ngang hàng với Mao Trạch Đông, người sáng lập Trung Quốc. Chắc hẳn trên con đường tập quyền và độc tôn quyền lực của mình, Tập đã tham khảo rất kỹ cái cách làm thế nào mà từ năm 1999, Vladimir Putin trở thành Tổng thống Nga đến nay, mà giờ đây mọi chuyện có vẻ như Putin sẽ nắm quyền mãi mãi. Ngay cả khi chưa xảy ra việc Đảng Cộng sản Tàu chính thức đề nghị bỏ điều khoản giới hạn chủ tịch nước chỉ nắm quyền tối đa 2 nhiệm kỳ trong hiến pháp, thì không ít nhà quan sát, nhà phân tích chính trị và báo chí quốc tế đã vừa mỉa mai vừa lo lắng khi lần đầu tiên người Tàu dùng cụm từ Hoàng đế Tập Cận Bình. Còn Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam thì sao? Cái lộ trình Nguyễn Phú Trọng có thể đã đi sau nước cờ đầu tiên của Tập khoảng 5 năm khi so sánh với vụ xử Bạc Thi Lai vào năm 2013 và xử Đinh La Thăng vào năm 2018. Nhưng có ít nhất một điểm chung giữa Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình là cả hai đều chọn chống tham nhũng, một sách lược căn bản trong trung hạn và có thể cả dài hạn. Nhưng có một sự khác là Tập đã chọn chống tham nhũng ngay vào thời kỳ đầu tiên chấp chánh nhiệm kỳ của mình. Còn Trọng chỉ dám bước vào con đường này khi Trọng đã ngồi ghế tổng bí thư đến 6 năm. Chống tham nhũng là điều không hề dễ ăn, là con dao hai lưỡi và chỉ dành phần thưởng cho kẻ nào có đủ bản lĩnh. Tập Cận Bình trong 5 năm qua đã vượt qua một đoạn đường khá dài, xương sẩu, đã phải đối mặt với hàng chục âm mưu ám sát và đã chinh phục được những đỉnh cao quyền lực mà ngay cả Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cũng không thể với tới được. Ở Việt Nam, chưa có dấu hiệu hoặc thông điệp rõ rệt nào cho thấy Trọng thể hiện tham vọng, ngồi nữa, ngồi mãi, một cách lộ liễu theo cách Trung Cộng dự định bỏ giới hạn 2 nhiệm kỳ chủ tịch nước để mở đường cho Tập có thêm ít nhất một nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng đang thấp thoáng những dấu hiệu cho tương lai Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước ở Việt Nam, vì điểm xuất phát của tương lai này là chủ trương nhất thể hóa được bắt đầu ở cấp hạ tầng để dần từng bước lên cấp trung ương. Trong Hội nghị Trung ương 6 vào tháng 10 năm 2017 đã nêu ra điểm xuất phát này và sau đó nhanh chóng thi hành chủ trương này. Hàng loạt tỉnh thành đang nằm trong danh sách bí thư kiêm chủ tịch ủy ban và cũng có thể thực hiện cái thể chế 3-1, nghĩa là bí thư vừa kiêm chủ tịch ủy ban hành chánh vừa kiêm luôn chủ tịch hội đồng nhân dân. Không chỉ đảng nắm hết, không chỉ đảng làm luôn mọi chức vụ, mà mỗi bí thư địa phương trên thực tế sẽ trở thành một lãnh chúa. Nếu thể chế chủ trương nhất thể hóa là thuận lợi, thì rất có thể ngay vào năm 2019, vấn đề Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước sẽ được đặt ra một cách chính thức trong Bộ Chính trị và trong các hội nghị trung ương. Và nếu không có gì cản trở thêm, Nguyễn Phú Trọng sẽ trở thành nhân vật độc tôn quyền lực vào khoảng năm 2019, hoặc chậm hơn là vào năm 2020. Không những vậy, ông Trọng sẽ thống lãnh lực lượng vũ trang, tức ôm luôn vai trò bí thư quân ủy trung ương và đương nhiên là phải nắm Bộ Công an. Đến khi đó, nếu Nguyễn Phú Trọng cảm thấy sức khỏe còn đủ để cống hiến cho đảng và dân tộc, thì Trọng sẽ nảy ra ý tưởng ngồi mãi như Tập Cận Bình ở bên Tàu. Thế là một bộ sậu nào đó của Trọng sẽ hùng hục đề xuất sửa đổi hiến pháp. Nhưng cũng khi đó, những quan chức mà hiện thời được xem là ứng cử viên cho chức vụ Tổng Bí thư khi điều lệ đảng hiện hành chỉ cho phép một người đứng đầu đảng không quá 2 nhiệm kỳ,
chắc hẳn sẽ tràn trề thất vọng. Bởi trước mắt họ và trước một hình ảnh độc tôn cá nhân, nhất là trước một người đang mang tham vọng được sự sanh lưu truyền như Nguyễn Phú Trọng, sẽ chẳng còn cơ hội nào để họ được ghi tên họ vào lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam như một đảng trưởng.